Xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với nhà hàng trên sông của Nét Quê. Rồi, chào cả nhà. Chiều cũng mấy chú cháu cũng có mớ cua nấu canh với rau hành bát, ăn cơm. Nhưng được mới có bóng chín. Cái bóng chín thì mình kho tiêu. Đây trời. Cá mấy ký, cá bọn của em hết. Ừ. Cỡ đường ký không chưa hả? Được hả? Nhìn nó có vẻ bự nhưng mà không biết mập hay không. Con cua này mập. Cái đặc điểm của con cá bóng trứng này là nó không có lớn, nó nghĩa là nó vừa vừa vậy thôi nè. Ừ. Có mấy cá bóng đá nữa nè. Ha. Ừ. Nè, cá này là cá bóng đá nha cả nhà. Ở đây thì mình kêu vậy nhưng mà chỗ khác thì không biết sao. Còn loại cá nhỏ nhỏ này là cá bóng trứng. Tuy nó nhỏ như vậy nhưng mà nó vẫn mang trứng. Ừ, nó quá lớn nữa. Dạ. Nó vậy rồi đó. Nó khác cá bóng đen ha. Ừ. Nhìn không? Nó tương tự như cái bóng đen. Thấy trứng ngóc ngóc này thấy không? Dạ. Nếu mà con không biết con đi ngang con nhìn mấy cá này tưởng cá bóng đen không? Đúng rồi. Cá này mà kho tiêu, cá nè, trứng nè, dần khè nè. Cá này là anh chà, cá kỳ khó mặn cũng được. Không muốn cũng được. Trứng không à? Mày lớn vậy là hết lớn rồi nè. Dạ. Cái này người ta gọi là bình bát dây. Thì cái loại này nó rất là quen thuộc với bà con miền Tây mình. Thường nó sẽ mọc ở những cái hàng rào hoặc là nó bò lên một cái cây nào đó. Hồi trước là mình hái cái này mình nấu canh ăn nhiều lắm nè Thím Hai. Này người ta ăn tỉ đá đường đó nè con ơi. Dạ. Còn bên đây có được mấy cọng dây hát sủ. Hát sủ này thường thường người ta gọi là bìm bìm hát sủ á. Cái loại này thì ăn cũng tốt lắm. Nhưng mà không biết nó có tác dụng trị bệnh gì thôi. Hát sủ này trị bệnh gì chứ hả? Trị bệnh nhức mỏi. À. Chứ đàn bà xanh đồ ăn có sữa thì mới uống. Dạ. Con nhớ trước là mấy buổi trưa là mấy anh em con đi ra vườn nè, hái cái rau này nè, xong rồi chiều ngồi lặt rồi nấu canh ăn cơm. Đó, nấu với lại canh hến cũng ngon. Này đó hai đi hái đây nè, hái này bán. Dạ. Hồi đó thì bán cũng không có giá trị hết thế mà. Không, mà tại bán hồi đó kêu bán có 2-3 ngàn hả con ơi. Dạ. 50 đồng đồ nữa. Đồ đó. Còn nhỏ hả? Ừ. Sao đau gan hả? Ừ. Thả nó đi. Sáng còn định hái dây bình bát thôi mà chú Hai ông hái thêm dây hát sủ. Cái hát sủ này con thấy vậy thôi chứ con chưa ăn lần nào. Sủ ăn mát lòng thần luôn. Còn cái cọng bìm bìm là nó đi chung với hát sủ không? Ừ, mà bìm bìm lá nó nhỏ, hát sủ lá nó lớn. Dạ, bìm bìm thì ăn được không? Không. Bìm bìm mà ăn nó bị đắng đắng nhẵn nhẵn. Dạ. Hát sủ thì ăn được. À, cái miếng dán là chú Hai thiết kế để cho bên nó trượt, làm cầu trượt. Đó, trượt đó. Đóng hai ba cái đinh cho nó trượt xuống để dính. Nhiều ấy Thím Hai. Cái này mình lặt để ngày mai mình ăn cũng được nữa. Tại vì sáng thấy tốt quá cho nên mình thấy đặt nhiều nhiều. Biết sao mà mấy cọng dây này lúc về nó tốt vậy không chú Hai? Mưa à? Dạ. Có mưa nè. Mưa thì cái cọng rau này cũng tốt chứ. Con cua nó khôn ha. Nó không dám bước qua ghe chú Hai. Đâu dám. Dạ. Không. Ba nhỏ nhỏ Hai không chơi rồi. Hai không chơi rồi. Cái loại rau này người ta cũng có thể gọi là rau tập tàng nữa.
tại vì nó mọc cái phía sau vườn mình, mình có thể nấu chung với lại rau dền nè, rau bùn ngót nè, lộn xộn giờ lộn xộn nấu càng nhiều loại rau thì càng ngon, rau dịu nữa đồ nữa đó. Rồi sáng nay là thím hai bán hết cá không? Dạ, hết ế rồi ha. Một ế hoài mà cá ít. Dạ. Ê, chắc do mấy bữa mùng 5 tháng 5 á chú hai. Ừ. Người ta đổ bánh xèo bằng thịt hết chứ, thịt vịt với thịt heo. Bên này chú Năm, anh Hoàng, anh Đen bằng cá nó cũng hơi bị lâu, tại vì con cá nó nhỏ chứ nó không bự. Mà thường thì loại cá bóng trứng nó cỡ đó là nó hết lớn được nữa rồi. Ủa nãy cá bóng trứng không, giờ sao có cá bóng cát nữa anh Hoàng? Ừ, bẻ ra. Anh làm mớ cá bóng cát nữa thì mình kho chung luôn cho nó có mùi cá bóng trắng được. Dạ. Mình có vườn ha, có vườn trồng ba rau má, rau mồng tơi rồi nọ. Nãy ấy có mặn thêm mớ cũng sệ luôn. Với lại bóng cát. Cũng sệ với bóng cát. Thêm nhiều mớ. Trời đất này mình có bóng trứng gì móc trứng đâu trơn trời. Mừng vậy cho nhanh á. Lấy trứng trơn à. Cái trứng nhỏ quá không thấy được. Bóng này ăn thầy luôn. Thầy không? Thầy. Chú bốn. Bốn là bằng ba cái bóng cá đó. Một ký bóng đó là 2-3 ký bóng. Nó thí dụ bóng kia 1 ký 100 chứ nó 1 ký phải 200. Dạ. Gì đó. Nó ngon giống như cá linh non đầu mùa vậy ha. Ừ. Qua khỏi mùng 5 tháng 5 là bắt đầu là ở thượng nguồn là mấy con cá linh nó bắt đầu sinh sôi nảy nở rồi đó. Nó sẽ đi theo nước, nó về tới chỗ mình thì khoảng chừng tháng mấy 2 tháng nữa là có cá linh non đầu mùa. Ừ. Nếu mà nó về nó sẽ ghé An Giang trước hả chú hai? Ừ. Xong nó về Đồng Tháp. Về nó ghé An Giang trước rồi không gì mới ghé Đồng Tháp. Đồng Tháp mới xuống Tiền Giang. Nó ghé Tiền Giang. Ghé Tiền Giang là đáp lại luôn đó. Nó ghé tới Tiền Giang là con cá linh non thì nó khoảng chừng bằng ngón dạ rồi. Ngón tay cái rồi. Ừ. Cỡ đó thì chỉ có làm mắm hoặc là làm nước mắm. Đó con cá cứ ngắt ăn không ngon. Dạ. Bây giờ thì chú hai sẽ ướp cá. Mình có nước màu, đường, nước mắm, bột ngọt, tỏi, củ hành tím. Thật ra con cá bóng trứng thì ăn cơm không ngon đâu. Ăn với cháo trắng mới ngon. Nó mà nấu cháo trắng sáng mà nấu nồi cháo trắng thì thôi. Dạ. Một lần chú hai đi về bà nội chú hai cái nước gồng đắp cái gạch lại ha. Đắp cái gạch lại cái nước nước ra cạn bắt đầu con mò dưới chậu rồi con trứng reo theo mấy cái mẹ dừa mấy cái ấy dừa đó. Dạ. Đầu còn thấy ham luôn. Ừ. Con nãy trái nhiều lắm mà sao còn trái này? Hả? Trái này ăn được hả? Đâu ăn. Cái này mình bỏ chứ đâu ăn. Cái này để cho con chim nó ăn thôi. Nhiều khi nó chín cái nó hồng lên nó con chim nó mổ nó ăn. Mà cái màu nó chín còn đẹp ghê luôn. Rồi hôm thấy mấy ông kia hái mấy đọt này nè tưởng ăn không được. Không biết vậy hái rồi. Đọt này nhiều lắm á. Cái đó luộc. Ngon lắm. Cái bóng trứng này giờ mình gán ăn nó đi, khoảng chừng tới nước son cái là coi như là khỏi ăn nữa. Nó nước son hơi nhiều là hết có à. Dạ. Nước này thì nó hơi ít, nước này ít đi hết. Chừng nào mà ban đêm ha, anh hai mình thấy ha, nó nấu nước luôn. Cá bóng này nè. Bữa hai bữa à? Dạ. Là nước son vô ha, là bắt đầu nó đu vô lục bình á. Đu theo lục bình rồi nó nổi theo nước ha, lấy đồ vớt nhiều, dính dữ đó. Bữa hai bữa vậy đó, là hết à. Cá mà ba cá này mà đem lên thành phố đồ ha chắc tiền không. Ừ. Còn ở dưới này ghê. Con nói chứ nếu mà cá bóng trứng này ha là
Ở trong bán hàng cân là 130.000 một ký là bán hàng cân mình 130.000 ký cái bóng trứng. Bóng đen ra bóng cha trứng đó đó. Dạ. Cân 130. Nói chung cái bóng này là mắc nhất đó. Nếu mà cân 130 thì coi như là nó bán nằm dạng em thấy gửi. Được nghe cũng rẻ chứ đâu có mắc gì đâu ta, tại một con lựa trời biết gì nào. Ừ. Tính ra một ký là số lượng cá này rất là nhiều. Cái này rẻ chứ đâu có mắc. Mà ăn lại ngon nữa. Nhà mua chừng ký cái mình kho. Rồi cho tắt mở vô luôn. Đại nhiều nhiều đi chú ơi. Béo, nhiều thì béo. Mưa đây nè. Đâu bây giờ là thấy hấp dẫn rồi nè. Cái chảo này chắc bữa nay bán mắc hả? 130 ngàn ký cái sự kết hợp hoàn hảo là cá bóng này mà kho ăn chung với lại gia bình mát nấu canh cua đồng ha. Có cua đó. Con này ngủ không được nữa nè. Sao vậy? Mát quá hả? Mát. Cái gia bình bát này mình nấu canh ăn mát lắm chứ. Dạ. Cực kỳ tốt á. Bởi người ta đặt là bình bát đó. Dạ. Nhiều được không? Nói thêm nữa. Nhiều được. Trời ơi. Đầu bếp này nó khéo quá chừng khéo rồi. Mà cái con cá bóng này mình kho nó càng sẽ ăn thịt nó càng thơm ngon. Rồi, nó hành vô. Món đã. Thường thường người ta để tiêu trước xong mới để hành. Phong cách của chú Hoàng phải để hành trước mà để tiêu. Tiêu rất lên trên. Nghe mùi tiêu là biết trong một món kho. Để tiêu trước để hành lên thì hành nó rất tiêu chân rồi. Rồi để cho nước. Đừng buông nhanh đây. Chọc cười cái hồi buông thiệt à. Bên kia thì anh Hoàng đang quậy cái thịt cua lên. Nước gồng nhanh quá ha. Mới vừa thấy lớn nhờ gồng. Đặt cái nước cua vô luôn rồi. Xịt vô không chạy. Thêm nước quá. Mình nấu kiểu này là ăn cả nhà đều vui nè chú hai, biết sao. Làm chả nhiều khi cái người được miếng chả, người không được miếng chả. Người cục bự, cục nhỏ. Ừ. Gió tới rồi đó nha. Mát quá à. Em, cái rau này em ăn lần này lần thứ nhì nè anh hai. Lần đầu em cũng đâu có biết đâu. Em thì hồi trước ăn nhiều lắm, hầu như là một tuần ăn 3-4 lần. Mà sao em em sáng tỏ mắt cái đường đó mọc người đó mà anh đi qua là anh đâu biết đâu, đâu thấy. Đường cỏ hả? Ừ. Tại em hay để ý á. Không mà rau này nhiều người cũng không biết ăn đâu nha. Không biết. À về cũng mới thấy đó. Chơi lại nhiều nhiều đi chú hai. Hết luôn. Sắp rộp. Thấy không biết. Rồi cái đợt sủ của anh hai hái là đợt đó anh có ăn, anh biết. Đợt đó không biết, đợt hái ăn. Bóc cái rau này chưa ăn nè. Rồi cái rau này ăn một chút nha, nó giòn dữ vậy. Thấy có biết nó là gạo hay là cỏ. Thấy không, anh hai bóp vô để vô mà nghe gạo cho anh thấy không. Ừ. Bóp chúng cũng chút. Thứ gì chịu nổi. Rồi mưa tới luôn chứ. Xong. vừa nấu xong luôn. Kéo ra không đi. Chưa chừng nào tới. Tới bây giờ thì cầu đó luôn.
Rồi chị kéo cái hành lên đây. Vô đi Bin. Trời, nó kêu con Cun vô trước nữa kìa. Bin vô đi, mưa tới rồi. Trước bữa cơm hôm nay thì con cũng có đại diện cho một chị ở bên Mỹ. Chị này xin được giấu tên ha. Chị cũng quý mến gia đình mình cho nên là muốn gửi quà tặng cho chú Hai, chú Năm, anh Hoàng, anh Đen. Mỗi người 100 đô ha. Và bây giờ con sẽ chào trước cho chú Hai. Rồi, cũng cảm ơn chị rất nhiều. Chúc chị trong cuộc sống mạnh ăn phát đạt phát tài. Được giữ sức khỏe. Tiếp theo thì con chào cho chú Năm. Em xin cảm ơn chị, chúc chị có nhiều sức khỏe. Dạ, tiếp theo thì em trao cho anh Hoàng ha. Em cảm ơn chị, em chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ, rồi em gửi cho anh Đen ha. Con xin cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, còn đây là cái phần 50 đô chị gửi tặng riêng cho cô Bin. Chị nói là bây giờ hết dịch thì nói với em Huyền đi chợ mua cua biển về cho em Bin ăn. Dạ, rồi. Xin cảm ơn cô. Bữa cơm hôm nay cũng mời chị, mời cả nhà dùng với mấy chú cháu ha. Rồi, xin mời cả nhà luôn nha. Xin mời cả nhà. Tranh thủ nha, mưa lớn à. Gió này chắc lớn nè. Sao với mày? Gió rớt hả quý? Cái bóng mình nó làm đằng hai con mới đủ yên. Dẻ. Dẻ quá nè. Dẻ. Mình gấp lâu thì kho lâu nha. Nó dẻ là. Còn hắc sủ mà nấu với chị vàng thì thôi. Lên đồng thôi, chị vàng thôi mới. Chị vàng dưới này đâu có đâu. Ừ. Chứ giờ này ý đây mua con mất nhật lắm, sợ rồi nó nuôi á. Ừ. Ghét gì vậy, mua cái ghét. Thím Hai cảm nhận sao Thím Hai? Ngon. Nó kho này ngọt ngọt mà nó ngon á. Dạ, chắc cũng lâu rồi mới ăn cá bóng trứng lại ha. Con rau này ăn cửa ra mùng tơi quá ha. Mà nó dễ ăn hơn mùng tơi. Ừ. Không cua được chứ chậm nước chứ rau. Thôi, mà. Chị Hai cưng không ăn cua. Không ăn cua. Cảm nhận sao chú nè? Ngon. Trời mưa ăn cơm gì ngon hả? Cái hát sủ này nè, là cái lá nó bự vậy nè. Mà cái lá nó gần gần đọt ngon, thế trời anh thấy thì anh đâm, anh đang nấu canh một trái thôi. Cái này mọc bự sáng dữ lắm. Con thấy bây giờ cua đồng nấu canh rau gì cũng ngon chứ. Ngọt. Có đó vô là ngọt. Nấu canh này đâu có ngon nữa. Đâu có trúng nó. Nó mà luộc chấm mắm cỏ. Dạ. Mực mắm chân. Này chúng là rau bình bát đó, nó canh cua đồng là chúng. Ừ. Nè nghe không? Còn một cái gì nè, nó kéo dây kéo dây vậy nè. Trời cái này ăn cơm nếp ha. Thôi, ăn cơm này ngon. Hồi nào giờ con có ăn rau thuốc dồi không? Dạ rồi. Ừ, cái đó ăn cũng tốt lắm. Mát, nó ăn thì cũng khỏi á. Cái đó mình nấu canh, không mình luộc. Ừ. Luộc ăn cũng ngon. Em ăn sống cũng được hả? Đang cái cảm thấy mình cái loại rau rau gì mình ăn thấy cũng ngon hết trơn ha. Ừ. Đưa cái đầu bắp vô ha. Ăn ngay thịt thịt giống mồng tơi quá ha. Giòn ha. Ừ.
nha chùm bát, chùm bát nữa. Mới biết luôn. Mới biết luôn đó chị. Ngon. Hồi đó số thím hai không hái cho anh đi nha. Nhỏ lột cái bà ăn đâu biết không hái. Dạ. Mình ăn là mẹ chứ. Được đâu. Rồi hai hái. À quên. Lúc đó là chưa có lấy chú hai. Thịt món đá này coi. Con lá dẻ mà thơm ha. Nó thơm mà nó trứng thịt. Ba chén à? Ba chén à? Không, chúng ăn cơm mà có cá rồi chúng ăn ngon lắm. Bốn chén rồi phải ghê à? Không, ăn xương xương có năm chén cho nhiều. Ăn cơm được lắm, bởi chúng hai mặn mới nổi. Nhận bên này kho chở cá bóng chất lượng. Ăn xương xương là 5 chén nha, mà thiệt tình chứ làm được 7 chén hả? Kéo kỹ được. Nói chung bữa nay ông trời cũng còn thương mình, mưa không lớn. Mưa lớn rồi biết sao không? Bới tô, người tô ngồi ăn luôn. Nằm này có mấy ăn cho an toàn trên mà.